chào mọi người, mình là Ngọc Trâm đến từ Đồng Phượng Phú Hòa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nghe về một ngôi chùa nổi tiếng ở tỉnh Bình Dương, đó là chùa Hội Thánh. Chùa Hội Thánh là một ngôi chùa cổ nổi tiếng, là nơi để các Phật tử dân hương đến lễ Phật. Nơi đây là một nơi gắn liền với nhiều cột mốc lịch sử của nước ta. Để đến chùa, bạn chỉ cần tra Google và đi theo hướng dẫn 35 Yesin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chùa cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25 km và cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một khoảng 500 m. Vị trí của chùa rất dễ để bạn tìm kiếm. Nếu không may bị lạc đường, bạn chỉ cần chạy trên quốc lộ 13 hướng về Bình Dương là bạn sẽ thấy chùa. Dọc đường bạn có thể hỏi người dân ven đường hướng đi chùa nếu không may bị lạc. Chùa Hội Thánh nằm cách quốc lộ 13 khoảng chừng 200 m. Chùa được bao quanh bởi các cổng tam quan với những chú rồng được điêu khắc ở trên mặt cổng. Toàn bộ kiến trúc của chùa mang giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn hóa cao. Chính vì thế mà chùa Hội Thánh đã được công nhận là một di tích lịch sử cấp quốc gia. Trải qua nhiều lần tu sửa, chùa vẫn là nơi lưu giữ nhiều di tích, cổ vật quý giá. Hiện nay, chùa là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bình Dương. Chùa cũng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1993. Hàng năm vào những ngày lễ lớn, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan hay các ngày nghỉ, chùa thu hút đông đảo các Phật tử và du khách thập phương về dân hương để lễ Phật. Chùa Hội Thánh Bình Dương là một ngôi chùa cổ có lịch sử hình thành từ rất lâu đời. Vào những năm 1741, chùa được khai sinh ra lần đầu tiên do Thiền sư Đại Ngàn khai sinh ra. Vào những năm 1861, chùa bị phá hủy do những cuộc chiến tranh. Vào những năm 1868, chùa được Hòa Thượng Thích Chánh Đắc xây dựng lại ở phía dưới chân đồi. Chùa có quy mô rất là rộng lớn và có nhiều công trình kiến trúc đặc biệt. Từ đó đến nay, chùa được cải tạo và nâng cấp tu sửa nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính của mình. Chùa Hội Thánh có quy mô rất rộng lớn nên nhìn từ xa bạn cũng có thể thấy được ngôi chùa. Khi đặt chân vào chùa, bạn sẽ cảm thấy không gian ở nơi đây rất yên tĩnh và bình yên. Các công trình kiến trúc được xây dựng ở chùa mang những nét đẹp riêng. Bạn có thể chụp những tấm hình đẹp ở nơi đây. Vào những dịp lễ lớn, chùa được trang hoàng và thanh cao đẹp đẽ. Do đó, khi gần đến Tết, chùa trở thành một địa điểm chụp hình yêu thích của nhiều du khách. Chùa Hội Thánh có 4 công trình kiến trúc khác nằm ở khuôn viên chùa. Những nơi đây được xây dựng ý nghĩa ứng với các hành tích của Đức Phật, bao gồm Cao Hỷ Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, Giường Lộc Uyển, nơi Đức Phật giảng kinh chuyển Pháp Luân, Giường Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật cứu sinh Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật tu hành chánh quả. Ở khu vực sân chùa còn có một tòa tháp cao 9 tầng ứng với 9 vị trụ trì đã mất. Ngọn tháp này được xây dựng nhằm tỏ lòng biết ơn với những sư thầy đã xây dựng và phát triển chùa. Nhà chùa còn xây dựng riêng một ngọn tháp 7 tầng nằm ở phía bên trái. Khi đến chùa, bạn có thể đến khu vực tầng trệt để mua các vật phẩm như vòng đeo tay, kinh sách, nhà Phật hay tượng Phật. Ngôi chùa cổ Hội Thánh được không chỉ có diện tích lớn mà còn nổi tiếng với kiến trúc đẹp. Chùa Hội Thánh được xây dựng theo mô hình của những ngôi chùa xưa ở Nam Kỳ với những biến tấu rất đặc biệt. Chùa gồm nhiều nét độc đáo, chánh diện, nơi mà toàn bộ không gian đều được làm từ các loại gỗ quý. Cùng với đó, ba bộ cửa được làm theo bức màn mang lại sự cổ kính cho chùa. Bên trong chánh diện gồm có 100 bức tượng được làm từ gỗ mít, sơn son, khép vàng, một loại gỗ quý hiếm, điêu khắc các vị La Hán và thập điện Minh Vương ở những hình thành hình dáng khác nhau. Nổi bật nhất là hai bức phù điêu miêu tả 18 vị La Hán và các vị Bồ Tát. Đây là những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao của ngành điêu khắc lúc bấy giờ. Giảng đường có kiến trúc độc đáo được xây dựng với 92 cây cột được làm từ các loài gỗ quý. Đông Lan và Tây Lan được xây dựng theo kiểu trùng hềm trùng lương, tạo nên nét kiến trúc nối tiếp liền nhau. Chùa Hội Thánh còn là nơi lưu giữ những câu thơ
văn đối có ý nghĩa lịch sử cao. Ở ngay chính diện của chùa được treo hai câu liễn: nhược khực nhược hư trúc, ảnh tảo giai trần, bất động thị không thị sắc nguyệt xuyên hải, để hủy vô ngân, như thực như hư bóng trúc quát thềm, bụi trần chẳng lật chẳng động, là không là sắc, ánh trăng xoáy biển, nước biển không nhồi. Hai câu nói này có ý nghĩa sâu sắc với những người tu trì. Phần tiền diện điện của chùa cũng là nơi còn lưu lại hội thánh tự hữu hãm hy. Ngoài ra ở chùa còn lưu lại hai câu đối của cụ Nguyễn Sinh Sắc có ý nghĩa ngôn từ về thiền đạo sâu sắc: đại đạo quảng khai, khố giác hê đàm để nguyệt, hiền môn giáo dưỡng, quy mau thần thụ đầu phong. Chùa Hội Thánh còn là ngôi chùa lưu giữ nhiều bản kinh Phật quý có ý nghĩa sâu sắc. Một vài quyển kinh Phật nổi tiếng như bộ kinh A Di Đà, Hồng Danh, Du Lan, Bát Dương, Phổ Môn, nhiều bộ kinh đã có tuổi đời gần hơn 100 năm nhưng vẫn còn được lưu giữ ở chùa. Các bức tường trong khuôn viên chùa còn được điêu khắc bởi các họa tiết tỉ mỉ mang tính chất thật, nghệ thuật cao. Nổi tiếng nhất là hai bức tượng được gắn vào chính diện của chùa: bộ bao lam thập bát la hán và bức phù điêu tứ thời. Đây là hai tác phẩm nghệ thuật mang giá trị cao mà vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Chùa Hội Thánh được biết đến với tượng Phật nằm dài cao 22 mét. Như các bạn cũng đã thấy phía trước mình là tượng Phật dài cao 22 mét, rất là ấn tượng và nổi tiếng. Ở phía dưới tượng đài được chia làm hai phần: phần trệt có chiều rộng là 23 mét và chiều dài là 64 mét, được dùng để dạy học và thư viện. Còn phần trên dùng để thờ tượng Bổn Sư Thích Ca nhập Niết Bàn, dài 52 mét, cao 12 mét. Đây là một công trình vang lớn cho chùa. Công trình này được kỷ lục châu Á công nhận là tượng Phật nhập Niết Bàn mái chùa dài nhất châu Á. Nếu có dịp mấy bạn đến mình vui chơi, hãy đến với ngôi chùa để tham quan nhé. Xin chào mọi người.